thì lòng chúc Tết à. Ở nhà có một mùa xuân thật là tràn đầy hạnh phúc và vui tươi, nhất là có thật nhiều sức khỏe. Trong cái thời kỳ mà đại dịch như thế này thì sức khỏe là quan trọng nhất. Chúc cho cả nhà lúc nào cũng tràn đầy sức khỏe mà chống lại Covid để mà có một mùa xuân thật là yên vui, thanh bình, hạnh phúc cho mọi người. Ok, cảm ơn nhà thi. Rồi, đây xin giới thiệu với cả nhà, đây là đôi nghệ sĩ trẻ nha, Trọng Hiếu với Trúc Phương. Rất là dễ thương, nhưng mà có cái mặc dù là trẻ nhưng mà có cái bên đây hát dài gì mà già quá, gì mà dáng gâu quá trời đất, gâu gì không ra luôn, thôi lỡ là gâu bữa nay lão chúc hết bà con cô bác rồi lão. Dạ, chúc bà con nhiều sức khỏe, ăn khoai thịnh vượng, vậy sở dĩ là ban phát tài nhớ mua vé ủng hộ Đạo Hưng Đạo nha. Đứa con họ Triệu. Rồi, đứa con họ Triệu mùng mấy đứa con Triệu mùng mấy? Mùng 7 Tết. Dạ, tại nhà cái lương Trần Hữu Trang đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, vừa chúc Tết mà vừa quảng cáo luôn, không quên nhiệm vụ. Được, có lý. Dễ thương. Rồi tính quen lên Tứ anh đi rồi. Anh Tứ ơi. Tứ chúc Tết bà con cô bác gần xa đi Tứ. Đại Tứ xin kính chào quý vị khán giả thương yêu. Giống chú hai quá. Giống chú hai nha, cái này giống chú hai nha. Rồi. Năm cũ sắp hết và năm mới sắp đến rồi. Anh em nghệ sĩ chúng em hôm nay có một cái sự kiện rất là đặc biệt ở tại Đạo Hưng Đạo, một cái chương trình rất là hay, gồm có nhiều nghệ sĩ ưu tú và nhiều huy chương vàng giải tài năng sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2020. Hôm nay chúng em đã biểu diễn lại một vài tiết mục đoạt giải nhằm để quảng bá cuộc thi diễn ra sắp tới trong năm nay, giới thiệu những gương mặt cũ và đồng thời để quảng bá cho tất cả quý vị khán giả cũng như tất cả các thí sinh để chuẩn bị cho cái cuộc thi trong năm nay. Mong rằng năm nay cuộc thi nó sẽ hấp dẫn hơn nữa cho đến khán giả cũng như tất cả các thí sinh tham gia cái cuộc thi Trần Hữu Trang. Chắc có lẽ vào tháng 8, tháng 9 gì của năm nay đó quý vị. Mong rằng là tất cả anh em nghệ sĩ chúng em hôm nay biểu diễn hết mình để phục vụ quý khán giả thân yêu mình qua kênh YouTube của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Mong rằng quý vị hãy cổ vũ đón xem và giới thiệu cho nhiều người cùng xem. Bước vào năm mới, Lê Tứ xin kính chúc tất cả quý vị có một năm mới thật là nhiều sức khỏe, gia đình an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài. Cảm ơn anh Tứ, chúc anh năm mới là... Mà cũng không quên giới thiệu với tất cả quý vị nha, sân khấu chúng em đã sáng đèn trở lại trong đầu năm nay. Đoàn của Lê Tứ là đoàn 2 nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Xin giới thiệu đến tất cả quý vị Sức Hát vào lúc 8 giờ là 20 giờ tối ngày mùng 7 Tết, một giờ cải lương rất là đặc biệt của anh em nghệ sĩ chúng em sẽ diễn tại Đạo Hưng Đạo, vợ đứa con họ Triệu, rất là hấp dẫn các quý vị, kiếm hiệp liêu trai nha. Rất mong quý vị khán giả ủng hộ và giới thiệu cho người cùng xem đến rạp đông đông để chúng em có động lực diễn hết mình để phục vụ tất cả quý vị. Xin cảm ơn. Cảm ơn tới rất là nhiều nha. Đó. Rồi bây giờ mình coi ai đẹp đẹp mình phỏng vấn coi. Coi chúc Tết mọi người coi. Trước mặt chúng ta là một hồi xưa kêu là anh Hề. Anh Hề. Ủa thằng Hề luôn hả? Ừ Hề. Thằng Hề bây giờ là kêu là gì? Bây giờ kêu là danh Hài. Đó, bây giờ là danh Hài nghệ sĩ Linh Trung. Đó, mặc dù là gần 60 tuổi rồi mà tôi nhìn mới có 40 tuổi à. Đẹp thế ghê, vẫn còn đẹp trai phong độ. Gần mấy chục. Ủa gần mấy chục hả? Gì dữ hả? Trời. Thiệt hả? Tại vì hôm qua năm rồi mày khùng. Ủa trời chết hai gần 70 rồi. Bây giờ chú kêu chú mới được. Bây giờ chú lại. Thôi kêu anh đi. Ở đây anh Linh Trung chúc Tết mọi người khán giả đi chứ. Anh mới có 40 tuổi rồi. Kêu tới 110. Giờ chúc Tết khán giả nè, cho câu chúc cái Tết khán giả năm mới được coi. Trời ơi Tết vui hen. công nhận bây giờ tao nói anh Hề gì thằng Hề á, chúc Tết có cát anh Hề á. Ai vui thì cứ buồn. Thôi gì kìa, vậy thôi, ý là Tết vui. Ai có chuyện buồn cứ buồn, ai có vui Tết cũng giống ngày thường, có gì khác đâu. Ủa gì kìa, mình nghĩ thôi mà. Ủa vậy gì luôn hả?
có nhiều người thêm tuổi nữa ta bắt đầu ta sợ hiểu rồi, hiểu tâm lý, có nhiều người hiểu. Nghe tới Tết sợ thấy mẹ không dám về nhà, hiểu tâm lý rồi, hiểu tâm lý rồi, có người tới Tết đóng cửa trốn cùng con cháu làm cũng tiền lì xì. Tết có ai cũng vui à, năm nay dịch phải không, nhất là năm nay dịch phải không, năm nay dịch rồi mấy thằng cẩn cẩn như mày mới vui. Ủa cái gì trời ơi, rồi cảm ơn chú. Dạ, vậy đi. Thôi kêu bằng anh đi, cảm ơn anh. Đó, cảm ơn anh. Chẳng còn đẹp trai không nổi. Nói chung chương trình đông lắm mọi người ơi. Nha. Rồi. Chút xíu chúng ta tiếp. Ok, rồi. Chào mọi người. Đó giờ thì nói năng vụng về lắm cho nên thôi năm mới Tết đến một năm buồn bã dịch bệnh năm qua cũng mong là tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài phát lộc. Rồi cảm ơn chị Thị Phương nhiều nha. Chúc chúc rồi. Nay là buổi báo cáo quảng bá giải thưởng trầu trang. Như vậy năm mới thì Hoài Long xin chúc cho tất cả các anh chị và các bạn fan của Minh Trường một năm mới an khang thịnh vượng và hạnh phúc. Cảm ơn chú Hoài Long nha, chúc năm mới là thành công hơn nữa nha. Rồi cảm ơn Minh Trường và cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Rồi. Lâm Khấm xin thay mặt cho Lâm Khấm cũng như là toàn thể tất cả mọi người đồng nghe nhà hát Kinh Vũ Trang cũng như là nhà hát Kinh Vũ Trang xin chúc toàn thể mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và đặc biệt là nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn chị Thấm nha. Rồi, rồi. Dạ, cảm ơn năm mới. Xin kính chúc tất cả quý vị khán giả gần xa và tất cả các anh chị em nghệ sĩ đồng nghiệp cảm ơn bác luôn được dồi dào sức khỏe cùng với gia đình của mình làm ăn thịnh vượng, an khang, hạnh phúc, may mắn và phát tài. Rồi. Cảm ơn chị Ba, cảm ơn chị Ba nha. Và nhân dịp này cũng xin mời quý bà con cô bác hãy đến gặp hát Trần Vũ Trang vào ngày mùng 7 Tết xem vở cải lương Đứa Con Hội Triệu với tất cả các anh em nghệ sĩ rất là trẻ trung và nổi tiếng nha. Bà con hãy ủng hộ cho mình cùng xem nha. Xin cảm ơn. Rồi cảm ơn. Xin giới thiệu quý vị MC rất là duyên dáng dễ thương của đoàn 2 nhà hát cải lương Trần Vũ Trang nha. Rồi chúc Tết mọi người đi. Người thân gia đình của mình, đặc biệt là ủng hộ cho kênh của nhà sĩ Minh Trường quý vị nhé. Cảm ơn em nha, chúc em năm mới ngày càng trẻ đẹp nha và đặc biệt là thành công hơn nữa trong cái công việc của mình đã chọn nha. Rồi cảm ơn em. Rồi. Và xin chúc mừng năm mới. Rồi, cảm ơn chị. Chúc Tết mọi người các. Chúc bây giờ năm mới được nhiều sức khỏe, nhiều may mắn nha cả nhà. Lớn lên mới được mới nghe được. Rồi. Chào cả nhà, chúc cả nhà năm mới được nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng nha cả nhà. Rồi, cảm ơn anh nha. Trời, chúc ngắn gọn ghê luôn trời. Cảm ơn anh. Chào, vô. Không, cái này là gọi là cuốn chai giò này là ngụy trang thôi, chút xíu mới lộng lẫy đó. Chào cả nhà nha. Chúc Tết, chúc Tết. Happy New Year. Chuẩn bị đón năm mới rồi. Tạm biệt, tôi chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống nha. Cảm ơn chị Mỹ nha. Trời ơi. Chắc lại cái mới được. Tin quá à.